Thứ nhất con
con nghe như thế này, mòn thuở nọ đứng quần ở trong núi Kỳ Xà Quân nơi thành Vương Xá cùng chúng đại tỳ kheo. Một muôn hai nghìn người câu hồi các vị đó đều là bận còn phiền não biến lời mình đã xong dứt sự ràng rịch trong các cõi tâm đường tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như Ma Ha Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Phá Lời Phân Đài Mùng Kiền Liên Ma Ha Ca Chiến Viên A Nô Lâu Đà Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Lý Bà Đà Tất Lắng Giá Bà Ta Bạn Tố La Ma Ha Khô Y La Na Đà Tôn Đà La Nang Đà Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tần Tu Bồ Đề A Nan La Hầu La Vân Vân. Đó là những vị đại A Nan hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ha Ba Xà Ba Đề cùng với quyến thuộc sáu nghìn người câu hỏi mẹ của La Hầu La là Bà Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La cùng với quyến thuộc câu hỏi. Bừng Đại Bồ Tát Pháp Muôn Người đều không thôi chuyển ở nơi đạo vô thượng chân đẳng chân giác đều chứng được Pháp Đà La Ni Nhãn Thuyết Biện Tài chuyển nói Pháp Luân bận thôi truyền. Trần cung dường vô lượng trăm nghìn chư phân ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các phận khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của phận thông đà đại trí đến nơi bờ kia. Nhanh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đất Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tăng Bồ Tát Bấn Ngưu Bồ Tát Bửu Chương Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Giống Thi Bồ Tát Bửu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mãn Nguyệt Bồ Tát Đại Lực Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát Địa Tạm Giới Bồ Tát Bát Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát vân vân các vị đại Bồ Tát như thể tam muôn người câu hồi. Lúc bây giờ tính đề hoàng nhân cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hồi lại có minh nguyệt thiên tử phố hương thiên tử bửu quang thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hồi. Tự tài thiên tử đại tự tài thiên tử cùng với quyến thuộc ma vàng thiên tử câu hồi chú coi ta bà phạm thiên vương thi khí đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hồi. Có tám vị Long Vương Nan Đà Long Vương
bạc đẳng đà long vương khá già la long vương hòa tô các long vương đức xoa ca long vương a na bà đà ma long vương ma na tư long vương ưu bán la long vương vân vân đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị cần na la vương pháp cần na la vương diệu pháp cần na la vương đại pháp cần na la vương trì pháp cần na la vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc câu hỏi có bốn vị càng khác ba vương nhà càng khác ba vương nhà âm càng tháng ba vương mỹ càng khác ba vương mỹ âm càng tháng ba vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi có bốn vị a tu la vương bà trị a tu la vương già la kiên đa mà chân đa la tu la vương la hầu a tu la vương đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hỏi có bốn vị ca lâu la vương đại uy đức ca lâu la vương đại thân ca lâu la vương đại mạng ca lâu la vương như ý ca lâu la vương đều cùng câu hồi cả chúng đều lễ chân quan lui ngồi một phía luôn bây giờ đừng thế tôn hàng tư chúng vây quanh cúng dường cùng kính người khen tôn trọng vì các vị bồ tát ma nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa giáo bồ tát pháp phần sơ hồ niệm nói kinh này xong Đức Phật ngồi xem bằng nhắm vào chánh định vô lượng nghĩa xứ thân và tâm của Phật đều không lại động khi đó trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù thân hoa ma mạng thù tha đề đại trên Đức Phật cùng hàng đại chúng cõi phần sáu điều vang động lung bây giờ trong chúng hồi cả hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ trời đồng gia thân ngàn tháng bà a tu la ca lo la cần na la ma hầu la già nhân phi nhân và ca vi tiểu vương cùng chuyện luân đại chúng ấy đều đưa thấy việc chưa từng có vui mừng chắp tay môn lòng nhìn Phật bây giờ đứng Phật từ nơi tướng lông trắng giữa chẳng mài phóng ra luôn hào quang chiếu khắp ca mồ muôn tám nghìn nơi cơ phương đông dưới thời chiếu đến địa ngục a tỳ trên chúa thấu trời sáng cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả cáu loài chúng sanh ở các cõi kia lại thấy ca đưa Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đấng Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ những người tu hành đắc đạo lại thấy các vị đại bồ tát dùng các món nhân duyên các lòng tin giải các loài tướng mạo mà tu hành đạo bồ tát lại thấy ca đứng phần nhập niết bàn lại thấy sau khi ca đứng phần nhập niết bàn
Đem ra lời của Phật mà vẫn tham bằng bãi bao khi ấy Ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng vì nhân duyên gì mà có điềm lành này nay Đức Phật đứng nhập chánh định. Việc biến hiện như không thể nghĩ bàn này nên nói ai ai đám nữa Ngài lại nghĩ ông Phá Phương Tử Văn Thù Sư lời này đã từng gần gũi cung vàng vô lượng ca đức phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên nói ông lùng đô an kỳ kéo tề kéo nê cần sở nam cần sở nữ và cán trời đồng quỷ thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sang chói của Đức Phật hiền đây nay nên hỏi ai bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại thế tam niệm của bốn chúng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và của ca chúng hỏi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lãnh thần thông này. Phật phong ánh sáng lớn soi khắp một muôn tam nhìn coi ở phương đông đều thấy coi nước ca nhìn của ca đứng phần khi đó Ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng Ngài Văn Thù Chư Lai Đức Đạo Sư Cơ Chi. Long trăng giữa chàng mài phong anh sang cắm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang phù sa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều yên tình. Mà trong thế giới này sao điều vang động lên bấy giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý thơ thái được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã tỳ trên đến trời ưu đành trong cả thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến nghiệm duyên lành cùng giữ thủ bao có tôn sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy các đấng Phật đấng thân cho sư tử diện nói ca kinh điển nhiệm màu bực thử nhớ tiếng của Ngài thanh tịnh giọng nói ra em dịu dày bao các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phàm âm tâm nhiều phiên người đều ưa nghe ca phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phàm dụng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù đề soi rõ phần pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa và bệnh chết phân về nói niết bàn để dứt các ngàn khổ nếu là người có phước đã từng cúng vàng phật chỉ cầu pháp thù thắng vì nói hành duyên gian. Nếu lại có phần tử tu tập ca công hạnh để cầu tuệ vô thượng phần vì nói tình đạo Ngài Văn Thù Sư lại tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nhìn ứng việc ta thấy rất nhiều như thế. Này trẻ lượng nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng càng món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vì bố thí vàng bạc
càng hố chân châu ngọc như ý ngọc ta từ mã nào. Kim cương ca chân bơ cùng tôi ta xe cổ kiểu can chừng cho bao vui vẻ đem bồ thí hồi hướng về phần đạo nguyện được chứng thưa ấy bậc nhân của ba cõi ca phần hằng khen người hoặc có vị bồ tát. Xe tứ mã xe báo bao lớn che tán đẹp trao chia dùng bồ thí lại thấy có bồ tát bồ thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có bồ tát đầu mất và thân thân đều ưa vui thí cho đệ cầu chi dưới phần ngài văn thù chứ lại ta thấy ca quân vương qua đến chỗ của phần thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nữa vui về cung điện cả thân thiên cao trần cao lần tống mà mạnh y pha phong hoàng lại thấy bồ tát mà hiện làm tỳ kheo một mình ở văn về vui tụng kinh điển cũng thấy có bồ tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn khi xem mỗi phần đạo và thấy bậc lý vô thường ở cho không nhà sâu tô các thuyền định đường món thần thông và thấy gì bồ tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể khen ngợi các pháp vương thầy thấy có bồ tát trí cao chỉ bền chẳng ai hỏi ca đức phật nghe rồi đều thu trì lại thấy an phật tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tí vô vì chúng mà giang pháp vui vừa nói ca pháp dạy báo ca bồ tát phá dẹp chúng minh ma mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì bồ tát văn bạc yên lặng ngồi trời đồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có bồ tát ở rừng phóng hào quang cứ bỏ chốn địa ngục kiên đều vào phân đạo lại thấy hàng phật tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng thiên năng cầu phần đạo cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu đề cầu chứng văn đạo và thấy an phận tử trù vào trước nhẫn nhung bị kẻ tăng thương màng mắng rùa cùng đảnh đầm thấy đều hay nhân đưa đề cầu chứng phần đạo lại thấy có bồ tát xa rời sự chơi cười và khuyên thổ ngũ thi ưu gần gũi người thi chuyên tâm chứ loan đồng nhiệm niềm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đạo lại thấy vị bồ tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món phong thanh đem cung phật và tăng áo tôn đồ thường phục giá đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cung phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng phật cùng tăng rừng vườn ra thanh tình bông trái đèo chân xe xuôi chạy cùng áo tâm cung cho phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô thương lai có vị bồ tát và nói qua kinh nhiều dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoằng thấy vì bồ tát quán xa ca pháp tịnh đều không có hai tướng
quán hư không, lại thấy hàng phần tử tâm công chó mê đắm, dùng món diệu tới này mà cầu đau vô thường. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại có vị Bồ Tát, sau khi phần diệu độ cũng dàn xa lời phần, lại thấy hàng phần tử xây dựng ca tham miếu nhiều vô số, hằng xa nghiêm sức cấp còi nương. Bửu tháp rắn cao đẹp đèo năm nghìn gió, tuần bề ngang rồng xa nhau đèo hai nghìn gió, tuần trong mỗi môi tam miếu đều có nghìn tràng phan, màn châu xem ta có chiến linh báo hòa đeo cán vì trời rồng thân. Người cùng với vi nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian, Ngài Văn Thù Sư lại các hàng phẩm tứ kia, vì cung vàng xá lời nên chàng chứng tham nhiễu cõi quân giới, tự nhiên thù đặc rất tốn đẹp. Như cây thiên thụ vương hoa kia đang khoe nở phần phóng, mồ luồng sáng ta cũng cả chúng hồi thấy, nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp, thần lực của chư phần thì tuệ đều hy hữu, phóng một luồng tỉnh quang soi thấm vô lượng, cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có, xin Phật Tứ Văn Thù giải quyết lòng chúng nghi, bọn chúng đều mong ngóng nhìn Ngài và nhìn ta đứng thế con cử chi phóng ánh quang minh này. Phật Tứ phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng, có những lời ích gì đừng Phật phóng quang này, khi Phật ngồi đau tràng chừng được quá tâm diệu, về muôn loài pháp đó ai là sẽ thọ ký hiến bài ca cõi phẩm ca bao sầm trang nghiêm, cùng thầy ca đức phần đây không phải ca nhỏ. Ngài Văn Thù Năng Biên bọn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì. Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư lại nói với Ngài Di Lăng Đại Bồ Tát cũng cám, vì đại sĩ các thiện nam tử như chỗ ta các nghĩ, thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lương, mưa hoa vũ lớn thôi pháp lo lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn, các thiền nam tử ta từng ở nơi ca đinh phân đời qua, cứ thấy điềm lạnh này phân kia phóng hào quang đó, rồi liền ngồi pháp lớn. Cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật hiện hào quang cũng lại như vậy, Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này. Cả thiền nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước, bây giờ có đức Phật hiểu nhận nguyện đăng mình như lai ân cung chinh biến tri minh hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trì. Điều ngờ trường phu thiên nhân sơ phần thế con nhiên nói chinh pháp ban đầu giữa rốt sao ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lê kéo màu thuần một không tam đầy đủ cả tướng phàm hạnh thanh bạch. Phần vì người cầu đạo thánh văn nói pháp từ để thoát khỏi sống già bệnh chết cứu cánh niên bàn, vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên, vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la
làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh gia tâm bậc. Nhờ phía chung trí kế lại có đấng Phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh, lại có đấng Phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh. Như thế đến hai muôn đức Phật đều đồng một thân, hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng một họ. Họ Phá La Đòa Di Lạc nên biết được Phật chứ được Phật sao đều đồng một thân. Hiểu nhận nguyện đăng minh đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành. Đừng vào rõ sao cả lúc chưa xuân gia tòa tam vị vương tử. Người thứ nhất tên Hữu Y, thứ hai tên Thiện Y, thứ ba tên Vô Lượng Y, thứ tư tên Bửu Y, thứ năm tên Tăng Y, thứ sáu tên Trừ Y, thứ bảy tên Hương Y, thứ tám tên Phạm Y. Tam vị vương tử đó có uy đức từ tài đều lãnh trì bốn châu thiên hạ. Nghe vua cha sớm gia chứng đạo vô thượng chính đàn chính giáng, đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo. Pháp tâm đại thừa thường tu hành thân tinh đều làm bằng quan tư thoa. Trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật quân trồng các cõi lăng đứng phần nhận nguyện đăng minh lũng đọa nói kinh đại thừa tên Vô Lượng Nghĩa Sư Gia Bồ Tát Pháp Hoa Phần Sơ Hồ Niệm. Ngồi kinh đó rồi Phật liền ở trong đại chúng ngồi sẽ bằng nhâm vào căn chánh định Vô Lượng Nghĩa Sư thân và tâm chánh đông. Khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa để đại trên đất Phật và hàng đại chúng. Mà coi nước Phật sao điêu vang đồng lùng đó trong hôi hàng. Tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ, trời rồng già xóa càng tháng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyên luân thánh vương vân vân. Đại chúng đó đường đều chưa từng có mừng rỡ chấm tay mong lòng nhìn phần. Bây giờ đừng như lai từ tướng lông trăng trăng giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nương ở phương đông như nơi đường thấy ở cõi phần đây di lặng nên biển. Khi đó trong hồi có hai mươi ức Bồ Tát thưa muộn nghe pháp các vị Bồ Tát ấy thấy hành sang chiều khắp ca cõi phần đường điều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong ánh sáng nay. Kỳ ấy có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử. Bây giờ đứng Phật nhận nguyện đăng minh từ trong chính định mà dạy vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh đại thừa tên Diệu Phạm Liên Hoa Giá Bồ Tát Phạm Phân Sơ Hồ Niệm. Trải qua 60 tiểu kim chẳng rời chỗ ngồi lùng ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếm thân tăng đều không lại đồng. Như nghe đức Phật nói pháp cho là như trong khoáng bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lời mời.
Đừng vàng nhà nguyện đăng minh trong 60 thiều kim nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập vô dư niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát Tăng Đăng Tạng Đa Phật nhờ nguyện đăng minh liền có ký cho bảo các tỳ kheo rằng ông Đức Tăng Bồ Tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàn chánh danh. Đừng vào thọ ký không vào nửa đêm bên nhằm vô dư niết bàn. Sau khi Đức Quan Diệu Độ Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trại 80 tiểu kiếm vì người mà diễn nói tám người con của Phật nhận nguyện đăng minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường. Chánh đàng chánh giác các vị vương từ đó cũng vàng vô lượng trăm nghìn muôn ứng đơ phân đều thành đồng đạo vì thành phân rốt sao hết hiểu là nhiên đang trong hàng tám trăm người đệ tử có một người tên cầu danh người này tham ưa danh lời. Dẫu cùng đồng tuần cá kênh mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quán mang nên gọi là cầu danh người này cũng do có trọng cá nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ước đứng phần mà cũng vàng cũng kính tôn trọng khen ngợi. Vì là nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào là chính là ta đây còn cầu danh Bồ Tát là ngài đây nay thấy điềm lành này cùng với xưa công khác cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa. Giao Bồ Tát Phá Phân Sa Hô Niệm bây giờ Ngài Văn Thủ Sư Lại Bồ Tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có Phật nhân chúng con. Hiểu nhờ nguyện đăng minh được Thế Tôn nói Pháp độ vô lượng chúng sinh vô số ức Bồ Tát kiến vào trí tuệ Phật khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại tăng xuất gia. Cũng theo tu phạm hành Phật nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa ở trong hàng đại chúng mà vì rộng to bài Phật nói kinh này rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhầm chính định. Tên vô lượng nghĩa thứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cũng vàng đấng nhân tôn tất cả ca cõi phần từng thời vang đồng lớn Phật phóng sang giữa mài hiền các việc y hương. Anh sàng chiêu vương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tự nghiệp mau của tất cả chúng sanh lại thầy ca coi phân cùng ca báo trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi Phật quan soi lại thấy những trời người rồng thần chúng già con. Càng thà cận á la đều cung giang phận mình lại thấy cá Như Lai tự nhiên thành phận đạo màu thân như núi vàng đoan nghiêm rất đẹp màu như trong lưu ly sành hiện ra tượng chân kim Thế Tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu.
Mỗi mỗi ca coi và chúng thanh văn vô số nhân Phật quán soi sáng đều thầy đại chúng khi hoàng coi các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như gìn châu sáng lại thấy các Bồ Tát. Bồ Thí nhắn nhường thải số đông như hàng xa đây bởi sáng phần soi lại thấy hàng Bồ Tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chấn động để cầu đạo vô thương lại thấy các Bồ Tát. Rồi tương phá tinh về đều ở tại nước mình nói pháp cầu Phật đạo bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiến sức thần thông lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau. Điền này nhân duyên gì đấng của trời người ta vừa từ chính định dạy khen nhiều quán Bồ Tát ông là mắn của đời mọi người đều tin về hay vâng giữ tăng pháp như pháp của ta nói chỉ ông chân biết được đứng phần đã ngợi khen. Cho diệu quang vui mừng liền nói kinh pháp hoa trài sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy ngài diệu quang pháp thư trọn đều hay thú trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thật tướng đã vì khán ông nói ngày ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải một lòng tinh tấn rời khán sự buông lung. Cả quần răng có gầm ngân kim đưa một lần cả con của phần thải nghe phần thấm nhầm dìa phải đều lòng buồn có phần sao gấp dìa vậy đấng thánh chúa pháp vương an ủi vô lượng chung. Nếu lòng ta diễn đồ các ông chớ lo sợ Đức Tăng Bồ Tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thì tương kế đây sẽ thành phận tên hiệu là tinh thân cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diễn đồ. Như củi hên lửa tán chia văn cà phá lợi mà xây vô lượng pháp tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quang pháp thư ấy vân giữ Phật pháp tàng. Trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tam vị vương tử đó đường nhiều quán dạy ba vững bền đạo vô thương sẽ thay vô số phận cũng dàn các phận xong thuận theo tu đại đạo. Nói nhau đặng thành và chuyện cứ thua ký nhau đặng phần rốn sao cả hiểu là phần nhiên đăng đạo sứ của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng diệu quan pháp sư đó có một người đệ tử. Âm thường cứ biên chế tam ngư nơi danh lợi cầu danh lợi không nhắm thường nhân nhà sang giàu đời bỏ việc tung hợp bỏ quên công thông thuộc bởi vì nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh cũng tu cá nghiệm lành. Được thay vô số và cung dạng cá đứng phân thuần theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật nay gặp đấng Thích Ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng Phật Di Lặc. Trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sáu phân kia duyên đồ lười biên đó là ngài còn nhiều quang pháp xưa nay thời chính là ta thấy phận đăng minh điềm sang trước như thế.
Cho nên biết rằng nay Phật muốn nói pháp hoa tướng này như điện chứa là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng sanh sang giống bài nghĩa tiệt tướng các người này nên biết chấp tay môn lòng trần. Phật sẽ rơi nước quán đầy đủ người cầu đạo ca người cầu ba thừa nếu có cho nghi hối Phật sẽ giúp trừ cho thiên hết không còn thừa. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm phương tiện thứ hai lúc bấy giờ đứng thế tôn từ chánh định an lành mà dạy báo tuệ của ca đức phần rắn sâu vô lượng. Môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào tất cả hàng thanh văn cùng binh chi phận đều không biết được vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ứng vô số ca đức phần. Trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật giống mạnh tinh tấn danh tốt còn thân tròn nan pháp rất sâu chưa từng có theo thời nghi mà nói pháp khi thu khó hiểu. Trả lời phân từ ta thân phận đến nay cả món nhân duyên các món quý vô rộng dùng vô số phương tiện diệu dẫn chúng sanh làm cho ta lìa lòng chấm vì sao đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đức vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải đều sâu vào không ngàn mẹ tròn hơn tất cả pháp chưa từng có. Trả lời Phật Như Lai hay các món phân biệt kêu nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng ta lời phân tóm yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tăng hữu đức phần phải đều tròn nên. Thôi xa lời pháp chẳng cần nói nữa vì sao vì pháp có hiệu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có phần cùng phần mới có thể thấu tột tướng chân thần của các pháp. Nghĩa là ca pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, bao như vậy, trước sao rốt như vậy. Bây giờ đừng thế tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng thế hùng có lượng cán trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường Phật trí lực vô sở uy. Giải thoảng ca tham mười ca pháp ca của Phật không ai so lường được vốn từ vô số phận đầy đủ tu cán đạo pháp nhiệm màu rất sâu khó thấy khó rõ được trong vô lượng ứng kiếp tu các đạo đó rồi. Đạo tràng được chứng qua ta đều đã thấy biết qua bao lớn như vậy các món tình tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc tướng nói năng. Các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được trừ các chúng
Bồ Tát người rất tin bền chặt các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật tất cả lầu đà hán. Chủ thân rốt nào này các hàng người vậy thay dân họ không kham được và chớ đầy thế gian đều như cái lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn khi chính sự cấp mười phương. Đều như xa lời phấn và các đệ tử ca cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so lường cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia ký làm vô lậu thân dấu sao cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre. Hàng này chúng một lòng trong vô lượng ân kiếp muôn phê phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dạng vô số phần rõ thấu các nghĩa thu lại hay kêu nói pháp. Như lúa mẹ tre lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái cho kim hàng xa thấy đều chung suy lượng chẳng biết đường trí phần hàng bằng thôi Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng suy cao cùng là chẳng hiểu đường lại bao xa lời phong pháp nhìn màu rắn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương Phật cũng vài xa lời Phật phải biết lời phân nói không khen. Lời Phật của Phật nói nên xin chân tin chẳng Pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phần dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa giáo chúng sinh nơi nơi chớm dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân a la ngài a nhã kiều trần như vân vân 1200 người. Và các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người vãng tăng thanh văn duyên gia đều nghĩ rằng hôm nay đức phật ca chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này cấp Pháp của phần chứng rắn sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên gia không thể đến được đức phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa thế tôn nhân vì duyên gì mà phật ân cần khen ngợi pháp phương tiền thứ nhất diêm mộng. Rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng nghi cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn ân cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rắn sâu khó hiểu khi đó ngài xa lời phong muôn tuyến lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam muội. Thuyền định giải thoát hay đều chẳng nghĩ bàn được pháp chứng nơi đạo tràng không ai họ
ý con có liền được cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm. Càng đứng phần chân đưa trí tuệ rất nhiệm mạo hàng vô lậu la cung người cầu niết bàn này đều xa lưới nghi Phật cơ chỉ nói thế hạng người cầu duyên gia tỳ kheo ni cán trời đồng quỷ thân. Và càng tha ba thải ngó nhau cứu lòng nghi nhìn trong đông cúng tôn viện đó là thế nào kinh Phật vì dạy cho trong ca chúng thanh văn Phật nói con hạng nhân nay con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là Pháp rô ra, vì là đạo Phật làm con tư miệng Phật sáng chăm tay nhìn trong chờ xin ban tiếng nhiễm máu liền. Vì nói như thường các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn lại những muôn cả nước vua chuyển luân vương lên đều lòng kinh chắc mà tai muôn nghe đào đầy đủ khi đó đưa Phật báo ngài trả lời pháp thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó vì sao trong hồi đây có vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh lệ trí tuệ sáng số được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin lúc ấy ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng đấng Pháp vương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đơn phần lại ngăn xa lời Phật nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kinh nghi tỳ kheo tăng thường mạng sẽ phải xa vào âm lân. Khi đó đừng thế con lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nên nói phạm ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không kính tin lung ấy ngài xa lời phấn bành Phật rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó nay trong hội này hàng người sang bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo phần học hỏi những người như thế chắc hay kinh tinh lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài ta lời phong muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng vô thương lượng túc xin nói pháp đệ nhất con là trưởng tử và xin thương phân biệt nói vô lương chúng hồi đây. Hay kinh tinh pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế đều một lòng chăm tay muốn nghe lắm lời và chúng có nghìn hai trăm cùng nạn cầu Phật no nguyện vẫn vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe pháp mấy thời xin lòng vui mừng bây giờ đừng thế toàn bao ngài xa lời Phật ông đã ân cần ba phen thư thỉnh đâu được chẳng nói hôm nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đoan. Ta sẽ về ông phân biệt nhảy nói khi đứng và nói lời đó cho
hồi có cá tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ, ca thái năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ phần mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gông tội sao năng cùng tăng thương mạng chưa được mà nói đã được chưa chứng mà cho đã chứng có lỗi giường ấy cho nên không ở lại đừng thế tôn yên lặng không ngăn cản bây giờ đừng quấn báo ngài xa lời phân. Trong chúng ta đây không còn cảnh lá răng có hạt chăng xa lời phận những gã tăng thường mạng như vậy lui về cũng là có công nay nên kéo nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài xa lời phất bánh rằng. Vâng thưa Thế Tôn con nguyện ưa muốn nghe đừng phạt báo ngài màu như thế ca đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó như hoa lần thoại đến thời tiếng mới hiện muôn lần. Xa lời phán cán ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Xa lời phán ca đức Phật theo thời nghi nói pháp y thú có hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô diễn nói ca phà pháp mà đó không phải là suy lương phân biệt mà có thể hiểu chỉ có các đức Phật mới biết được đó vì sao ca đức Phật Thế Tôn. Chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời xa lấy phát sao nói rằng ca đức Phật Thế Tôn. Chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời ca đức Phật Thế Tôn nguyện muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thân tình mà hiện ra nơi đời vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện